Bác bé VA phủ nhận rút đơn kiện, mẹ con bé sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp. Nhóm đánh ghen nói về việc hành hung đập phá ô tô trung tá công an. Bán 300 triệu một lốt xe qua cửa khẩu, có hay không đường dây làm luật? Quý vị đang đến với bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt. Đó là những tin tức thời sự nổi bật trong những giờ qua. Ngay sau đây mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Bác bé VA phủ nhận rút đơn kiện, mẹ con bé sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp. Gia đình sẽ không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Trang và Thái. Chúng tôi sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu, anh Quang Vinh cho biết. Vừa qua, sự việc bé VA 8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong đã gây xôn xao dư luận. Ngày 5 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang hai tội hành hạ người khác và giết người. Còn Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, bố ruột của bé VA bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Hiện tại, luật sư Phạm Công Hùng, luật sư Nguyễn Anh Thơm, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cùng ba luật sư thuộc Chi hội luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia vụ kiện để bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu VA. Tuy nhiên, thời gian qua đã xuất hiện thông tin gia đình cho bé 8 tuổi đã rút đơn kiện. Về sự việc này, anh Quang V, bác trai ruột của bé VA cho biết: "Chúng tôi xin khẳng định rằng gia đình không bao giờ rút đơn tố cáo hành vi của Thái và Trang. Chúng tôi sẽ theo vụ kiện đến cùng để đòi lại công bằng cho cháu VA và luôn mong pháp luật xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật." Bên cạnh đó, chị TL, bác gái của VA cũng chia sẻ rằng chị NTH, mẹ ruột của bé VA đang chuẩn bị hồ sơ để làm việc cùng luật sư và cơ quan điều tra. Đồng thời, chị H vẫn mạnh mẽ là chỗ dựa cho đứa con trai bé bỏng, em ruột cháu VA. Theo lời chia sẻ của chị TL, chị H là người phụ nữ tự chủ về kinh tế, không muốn sống trong cảnh chung chồng nên đã muốn ly hôn. Thời gian qua, chị H không xuất hiện hay lên tiếng trước truyền thông khiến nhiều người hiểu lầm gia đình đã rút đơn kiện. Gia đình không muốn em xuất hiện trước truyền thông để mẹ con em sau này còn phải sống và chiến đấu tiếp. Khi chuyện xảy ra, mình là người quyết định giữ H, mẹ của VA, trong một góc bình yên. Mình sợ sóng gió dư luận và cảm xúc sẽ bủa vây em mình lúc nó đang chịu nỗi đau quá lớn. H còn phải nuôi con trai, mà em bé thì cần đứng ngoài cuộc chiến đấu này vì kết quả cuộc chiến dù có thế nào cũng là nỗi đau mà con không nên biết, chị L cho biết. Chị TL khẳng định mình biết ơn nhiều lắm những tấm lòng, nhưng mình vẫn mong mọi người thông cảm, cổ vũ, động viên hơn nữa để H bước tiếp trong cuộc sống này. Đừng vội phán xét, đừng vội nghi ngờ, hãy kiên nhẫn một lần, đồng hành cùng em mình trên bước đường giành công lý cho con. Nhóm đánh ghen nói về việc hành hung đập phá ô tô trung tá công an. Cho rằng trung tá DHV, trai gái với vợ của anh mình trong ô tô, một nhóm người đàn ông ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đập vỡ kính ô tô rồi hành hung ông V ngay giữa đường. Sáng ngày 18 tháng 1, nguồn tin của phóng viên cho biết, công an phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã chuyển đơn trình báo của trung tá DHV, sinh năm 1976, đội trưởng một đội thuộc trại tạm giam công an tỉnh Bình Định đến công an phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn để xử lý theo thẩm quyền. Nguyên nhân do vụ việc đập vỡ kính ô tô con của ông DHV được một người đàn ông đi đánh ghen thực hiện tại đường Lê Duẩn thuộc phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, ông DHV có đơn trình báo gửi công an phường Nguyễn Văn Cử về việc bị một nhóm người đàn ông vô cớ hành hung và đập phá ô tô. Theo trình bày của ông DHV, sau khi hết ca trực đêm tại cơ quan, khoảng 7 giờ sáng ngày 16 tháng 1, ông điều khiển xe ô tô chở một người bạn là bà NTNT, sinh năm 1975, ngụ thành phố Quy Nhơn, với ý định đi uống cà phê. Tuy nhiên, khi đến trước một quán cà phê trên đường Lê Duẩn thuộc phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, ô tô của ông DHV bất ngờ bị ba người đàn ông đi xe máy đến chặn lại rồi dùng đá đập vỡ cửa kính phía sau và nứt cửa kính chắn gió phía trước. Sau khi bị tấn công bất ngờ, ông V định mở cửa xe xuống xem chuyện gì đang xảy ra, thì thấy nhóm người đàn ông đã tấn công mình đông người, lại có thái độ hung hãn nên ông đã điều khiển ô tô chở theo người phụ nữ bỏ chạy theo hướng đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn. Mặc dù vậy, nhóm người đàn ông nói trên tiếp tục dùng xe máy truy đuổi ông DHV. Khi đến trước cổng trường đại học Quy Nhơn, đường An Dương Vương, phường Nguyễn Văn Cử, thành phố Quy Nhơn, nhóm người này chặn ô tô ông V lại. Khi ông V bước xuống xe, nhóm người này xông lấy điện thoại ông, quần đùi trên ô tô rồi chửi bới, lăng mạ và hành hung ông V. Khi có lực lượng công an đến ngăn cản, nhóm người đàn ông trên mới dừng việc hành hung ông V. Sau đó ông V đến công an phường Nguyễn Văn Cử trình báo. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhóm người đàn ông hành hung và đập phá ô tô của ông DHV là những người trong gia đình phía nhà chồng của bà NTNT, người đi cùng ô tô với ông V. Một người trong nhóm này cho biết nguyên nhân họ có những hành vi trên là vì ông V đã trai gái với bà T trong ô tô. Giải thích về vụ việc trên, ông DHV đã khẳng định giữa ông và bà NTNT chỉ là bạn bè bình thường chứ không hề có quan hệ tình cảm nam nữ. Sáng hôm xảy ra sự việc, sau khi hoàn thành ca trực đêm ở cơ quan,
ông Vê có hẹn bà T đi uống cà phê. Khi hai người vừa đến quán cà phê thì bị nhóm người trên tấn công. Sau khi hành hung đập phá ô tô, nhóm người này còn tự ý lấy chiếc quần đùi của tôi để trong xe ô tô. Sau đó, họ cầm chiếc quần đùi quay clip rồi dựng chuyện, cho rằng đây là vật chứng tôi đã trai gái với bà T. Thực ra, chiếc quần này là tôi mang theo từ hôm trước để tắm rửa rồi thay trong quá trình ở lại trực đêm tại cơ quan, ông V trần tình. Bán 300 triệu một lốt xe qua cửa khẩu, có hay không đường dây làm luật? Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, cần phải xử nghiêm những đối tượng trong vụ làm luật bán lốt xe xuất khẩu nông sản như điều tra của báo chí. Vừa qua, báo chí đã có một loạt bài điều tra phản ánh hiện tượng các lái xe, doanh nghiệp phải chi 100 triệu một lốt xuất nông sản qua cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, lợi dụng việc thông quan khó khăn hơn so với trước đây, khoản tiền làm luật đã bị các nhà luật đẩy từ mức 6 đến 8 triệu đồng như thường lệ lên tới vài chục triệu đồng. Các lái xe, chủ xe không còn cách nào khác là buộc phải chấp nhận. Đáng chú ý, chủ hàng muốn thông quan nhanh còn phải chi từ 200 đến 300 triệu đồng để mua lốt. Xe nào mua lốt thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không phải nằm chờ, khi có thời gian chờ đến lượt thông quan lên tới hơn 20 ngày. Luận bàn về sự việc này, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thất đức của các đối tượng liên quan. Trong khi người dân và doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì gặp khó khăn trong việc xuất khẩu sang bên kia biên giới, thậm chí phải đổ bỏ nông sản, thiệt hại lớn về tiền bạc, thì những đối tượng này lại có hành vi táng tận lương tâm, bóc cả xương tủy của người dân và doanh nghiệp. Hành vi trục lợi trên rất vất vả, khó khăn của người dân như thế này, cần phải xử lý nghiêm, cần thiết phải coi đây là tình tiết tăng nặng của hành vi phạm tội, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nói. Ông Lê Thanh Vân cũng cho biết, sự việc này khiến ông liên tưởng đến vụ việc công ty Việt Á để giá kit test mà Bộ Công an đang điều tra. Dù ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng vụ Việt Á và vụ này có cùng điểm chung là các đối tượng đều lợi dụng sự khó khăn của nhân dân để trục lợi cho bản thân. Bắt người dân và doanh nghiệp phải nộp hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng thì quả thật là ăn trên xương tủy của họ, ông Vân nói. Ông Vân cho biết, vừa qua Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành liên quan đã liên tục họp và đưa ra những quyết sách để khắc phục tình trạng ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo lập nhóm công tác giải quyết ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu. Điều này thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng trong việc nâng cao hiệu suất thông quan, lưu thông hàng hóa của cửa khẩu biên giới, duy trì thương mại thông suốt giữa hai nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Ấy vậy mà, ngay tại nơi cửa khẩu lại xuất hiện tình trạng người dân phải bỏ số tiền rất lớn để làm luật thì mới được xuất hàng sang biên giới. Quả thật, những hành vi thu tô này cần phải lên án mạnh mẽ. Đây là hành vi đi ngược lại hoàn toàn với chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng. Chắc chắn những kẻ làm luật này sẽ bị trừng trị thích đáng, ông Vân nói. Đồng thời, ông Vân cũng cho rằng việc này cần phải được tích cực điều tra mở rộng, từ đó trả lời rõ cho câu hỏi người dân về việc có hay không đường dây làm luật tại cửa khẩu ở Lạng Sơn. Cơ quan chức năng cần phải nhanh chóng điều tra và xử lý, không có vùng cấm những đối tượng liên quan đến sự việc này. Cần phải làm rõ có hay không hành vi móc nối giữa đối tượng co mồi và hệ thống kiểm soát thông quan hàng hóa sang biên giới để móc túi người dân và doanh nghiệp. Ông Vân đặt vấn đề và cho biết không thể để một vài cá nhân hư hỏng mà làm tổn hại đến lợi ích của hàng triệu đồng bào và sự cố gắng của rất nhiều bộ ngành trong việc thông thương hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Sau loạt bài điều tra của phóng viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh đã nhận được nhiều bằng chứng liên quan đến những tiêu cực kể trên, đồng thời chỉ đạo công an tập trung lực lượng kiểm tra, làm rõ để xử lý. Đến ngày 14 tháng 1, công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc để điều tra về tội nhận hối lộ là Lâm Văn Hưởng sinh năm 1983 và Nông Tuấn Anh sinh năm 1992. Cả hai đều là viên chức hợp đồng của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Đinh Văn Thìn, sinh năm 1979, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội đưa hối lộ. Theo điều tra, lợi dụng tình hình ách tắc tại các cửa khẩu, Thìn đã làm giá với các chủ hàng, thu mỗi xe từ 200 đến 300 triệu đồng để cho vượt lốt lên thẳng cửa khẩu thông quan. Để thực hiện hành vi trên, Thìn đã móc nối với Hưởng và Tuấn Anh là những người được giao nhiệm vụ viết phiếu, đánh số thứ tự các xe ra vào bãi phân luồng chờ thông quan trên địa bàn để đổi phiếu cho xe mua lốt lên thẳng cửa khẩu xuất hàng. Mỗi xe chót lọt như vậy, Thìn phải đưa cho các cán bộ trên 50 triệu đồng. Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ, Thìn đã đưa cho các cán bộ trên tổng số tiền 800 triệu đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức thời sự, an ninh trật tự mới nhất trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý khác.